Xin chào các bác, hôm nay em vừa mới về được một lô súp 40. Phải nói là siêu gọn, siêu nhỏ luôn. Con súp này là của hãng MKSâu, mã là VK15. Đấy, mã VK15, con này 8 ohm. Con này thì công suất nó đạt khoảng 500W các bác nhá. Công nghệ, technology công nghệ của Italia, GCF. Sản xuất tại Trung Quốc. Sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Này các bác nhìn này, từ cái ốc của nó là ốc hoa thị, rất là xịn luôn. Con này thì đây sẽ cho các bác xem. Tháo luôn cho các bác xem. Đây sử dụng bát tép, bát này là bát BNC rồi. Đấy, rất là to. Các bác nhá, bát bãi xịn, nó khác hoàn toàn với cả bát hãng mới bây giờ ở Việt Nam. Ví dụ nhiều con mới Việt Nam bát nó giống như này nhưng mà xương rồi là từ nó làm rất là mỏng. Nhưng mà riêng bát này thì nó làm thực sự là nó làm chất lượng. Các bác nhìn này, làm cực kỳ chất lượng và rất là đẹp. Từ 22 côn 100 làm cực kỳ chất lượng và đẹp. Tại sao em lại tháo hai chiếc ra cho các bác xem ở hai thùng? Đây em sẽ nói một chút. Bát em đặt ở đây nhá. Bát này thì cực đẹp, được gần như mới luôn. Bát này thì nó cũng đẹp này, nhưng nó có tí sơn, do bên Trung Quốc có sơn. À, thùng đây, thùng thì gỗ cực xịn luôn, gỗ rất là chắc và xịn. Thì đây em tại sao em tháo hai chiếc thì em để cho các bác xem. Cái này em sẽ quay một video trước, em sẽ test chất âm sau nhé. Để các bác cùng nhìn. Tại vì nó có hai đời hậu, một đời hậu kiểu này, một đời hậu kiểu này và một đời hậu nằm sâu bên trong. TVK15 115, con này cũng là TVK115 đây, của hãng mờ sao này, các bác nhìn đây mờ sao. Đấy, cái này thì nó có tí sơn và nó hơi mờ mờ tí, nhưng mà tất cả các chữ này đều được in chìm nhá, đều được in chìm này. Đây, đây. Cái thùng này thì em sẽ vệ sinh và sơn xin lại cho các bác. Đây là hiện tại là vừa mới về xong, cũng tiện quay luôn cho các bác. Cái quan trọng nhất ở cái loa này ấy, mà các bác đái chơi và lên chơi ấy. Đầu tiên ấy, nói là nó sử dụng cái bát này thì nó xịn rồi đúng không? Đó. Bát rất là xịn rồi. Đây, bác xem. Bát rất xịn rồi đúng không? Hơi tối một tí đúng không? Quay sát ở đây. Bát này thì rất là ngon và xịn, còn rất là mới và đẹp. Cái thứ hai, cái kích thước của thùng gần như ít có con súp 40 nào mà kích thước nó gọn được như con này. Các bác cùng nhìn, bề rộng của nó có 45 cm, được chưa? Bề rộng 45 phân, chiều cao của nó chỉ là 48 cm, và chiều sâu, đặc biệt con này chiều sâu như thế này thì tiếng súp nó rất là sâu và mềm, chiều sâu của nó lên đến 60 phân. Các bác có thể là video này nó sẽ hơi tối một tí thì em quay tập này cũng là tối rồi, trời mưa đang rất là to. Đây, thực sự là gọn và rất là đẹp. Các bác cùng nhìn, lô này của em có 26 quả nhá, tổng 26 quả. Đấy, và giá của nó này, em báo luôn giá cho các bác này, giá yêu thương luôn này. Bác nào mà đặt cọc, ví dụ đặt cọc 500 một quả thì em sẽ bán cho các bác với giá là 5.200.000 em bao ship một quả. Còn bác nào chuyển khoản hết luôn, giá 5 triệu em bao ship cho các bác. Đấy là rất là rõ ràng cho tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Cái này thì em sẽ có một video test và sẽ vệ sinh cái này sạch sẽ. Các bác thích để màu trắng này em sẽ sơn lại màu trắng đẹp cho các bác. Các bác thích chuyển sang màu đen em sẽ tước lại sơn màu đen cho các bác nhá. Hoàn toàn miễn phí, được chưa? Hoàn toàn miễn phí. Và thích màu đẹp hơn, ngọc trai, ngọc lục bảo, em sẽ sơn lại màu ngọc trai cho các bác cho nó đẹp. Các bác thích màu gì em sẽ chiều các bác màu như thế, để các bác có một con súp đẹp nhất, ngon nhất, chơi. Ok nhá, thì bây giờ em tạm dừng video đây thôi.